triệu tiền đồ. Thật kinh không? Nhiều. 3 khách ăn 7 triệu tiền đồ. Đấy, thằng cũng có được. Thế mà cái thằng tàu Huy, không biết là tàu cái chị này chị kêu gọi tàu vệ tinh. Ừ. Thế là tàu vệ tinh nữa là chị nghĩ là 3 khách lít ấy. Thế là đợi cho tàu của Pháp. Thế là Pháp thì nó là 7 triệu tiền đồ. Thì em không biết là nó được tổng về được bao nhiêu. Cứ lãi cho mình khoảng 60%. Nhưng mà nó không cho thằng hướng dẫn viên một tàu nào. Xong rồi hướng dẫn viên về báo cáo công ty gọi điện xin có 200.000 để cho hướng dẫn viên không? Tàu nó không cho. Nói chung là thế là cái tàu này em bảo công ty là bảo chị Huyền là cấm luôn. Thế là từ hôm ấy nay là gặp em là không khỏi hàng gì nữa. Thì căn bản là thằng hướng dẫn viên cũng phải như thế nào. Chứ còn nếu mà thì mẹ nó mới giới tốt cho tàu bây giờ cũng cho nó nhiều. Có nghĩa là hướng dẫn viên xin không được. Em xin không được, em bảo công ty gọi xin không được. Thế là cắt luôn, không từ lần như rồi là không bao giờ cho chạy nữa. Có kém, có 200.000 thôi. Kém. Nói chung là xác định vào cái nghề này thì đã có ăn thì anh em cùng chia với nhau. Chứ đừng có nào đớp cả. Công viên xin 200.000 không cho. Đừng có nào đớp cả thì đó.